Thì rồi chúng ta làm câu được tích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Quảng Ninh năm học 2016-2017. Đề như sau. Tìm cái chất vô cơ thỏa mãn sơ đồ sau. Biết rằng quy tan được trong nước. Đây, mấu chốt là quy tan nhé. Rồi, viết phương trình hóa học. Thì khi bạn gặp một cái chuỗi như thế này thì nó hơi phức tạp em nha. Rồi. Bây giờ theo bạn thì bạn có thể dự đoán quy là thằng nào? Đây là một câu mà nó sự hiện khả năng rõ có sự thông minh của bạn. Rồi các bạn thử coi. Ở đây bạn chọn quy là thằng nào? Nghĩ quy là Na hoặc là kali thôi. Na và kali. Rồi. Bây giờ nếu mà nó nhiệt phân á thì em phải nghĩ tới phần nhiệt phân chứ nữa. Thì mới ra được A và X đúng không em? Và AX này tái hợp lại ra quy. Hiểu vấn đề không ạ? Đó, cái khó chỗ đó. Nhiều hiểu. Bây giờ xử lý như thế nào đây? Mình đoán thử coi. Bây giờ tất cả chúng ta đưa phương án dự đoán đi. Rồi, bạn nào có ý tưởng cho thử coi, rồi thầy xét cho. Suy nghĩ đi. Đó. Cái này mới là sự hiện sự thông minh này. Sự am hiểu về kiến thức đó. Giờ xem ơi. Trong đó chúng ta thấy nó hơi phức tạp ha. Nó là hợp chất vô cơ mà nó tan được trong nước. Ở đây nếu mà nó ra x và gì a và x này thì điều kiện đó phải là có cái hợp lại được. Tức nghĩa là ở đây nhiều khả năng cái quy chúng ta là có tham gia phần nhiệt phân được. Thế thôi. Rồi, bạn chọn được chưa? Nghĩa cái từ không nghĩa ơi. Dạ trường. Trong làm được không? Dạ chưa thầy ơi. Không được à? Bây giờ thầy lại thì nếu mà nó tan được trong nước mà nó cái hơn lợp lại thì chúng ta có thể lấy như thế này. Thầy thử lấy một chất thử coi nha. Ở đây mình không thể lấy CA, CO3 rồi. Vì CA, CO3 chúng ta là chất cái tủa. Như vậy chúng ta lấy NaCl đi. Thứ NaCl được không nhá? Không NaCl thì KCl tương tự. NaCl chúng ta khi điện phân nóng chảy thì tạo thành natri và clo. Được không em ơi? Dạ được thầy ơi. Natri clo kết hợp để tạo thành NaCl được đúng không? Rồi bây giờ bạn nghe kỹ. Clo thì để tạo thành NaCl thì chúng ta sẽ đi cho natri tác dụng với nước rồi tác dụng nước đi ha để tạo thành NaOH. Axit thì tác dụng với bazơ để tạo thành muối, đúng chưa? Hợp lý chưa? Dạ hợp lý thầy ơi. Rồi bây giờ để tạo thành NaCl thì bên này có clo này. Bên này chúng ta muốn biến thành gì quyền chúng ta.
Nhưng mà với điều kiện là vì NaCl nó tan rồi, hiểu không em? Thì cái chất mà còn lại sau khi sinh ra quy rồi thì nó phải chắc có một chất kết tủa. Hiểu vấn đề không à? Dạ vâng. Ở đây mình có thể biến Na thì NaOH thì bazơ tan thì tác dụng được với CO2 cho Na2C3 đi. Như vậy ở đây chúng ta kết tủa với CO3 thì quá trời luôn. Ở đây mình chọn Ba đi, BaCl2. Thì cái đó nó tạo thành BaC3 tủa. Hợp lý hết chưa? Quá hợp lý luôn thầy ơi. Còn nếu mà bạn không thích thì chúng ta có thể hoán đổi cái vị trí bất kỳ. Cái này không thích thì mình chọn cái thằng Na2S4 đi. Đúng không? Cũng được. Thì bên này nó vẫn tạo thành Ba4 tủa trắng thế thôi. Đó. Rồi, có ai có ý kiến khác không ạ? Thì thầy nghĩ cách này cũng là tối ưu rồi đấy em. Được chưa? Rồi. Các bạn có ý kiến gì không ạ? Ở đây mình giải thích cái phương trình đầu tiên em nha. Từ NaCl mà ra natri và clo. Ở đây không phải nhiệt phân. Ở đây chúng ta là điện phân nóng chảy. Được chưa? Tương tự vậy chúng ta có thể lấy Al2O3 điện phân nóng chảy. Và ghi những cái phương trình điện phân nóng chảy cho thầy đi. Nhôm cộng cho oxy. Đây là hai cái phương trình mà chúng ta hay gặp. Phân nóng chảy nữa không thầy? Nhiều lắm. Nhưng mà ở đây là hai cái mà chúng ta hay gặp nhất, còn lại các bạn đừng nhớ làm gì. Được chưa? Dạ. Còn muốn cho thì ta cho đủ luôn full này. Đi full luôn vào. NaOH Dạ vâng. điện phân nóng chảy. Thì được natri, oxy và H2O. Tiếp tục. MgCl2 hay gặp nữa thôi. Cái tạo thành Mg cộng CL2. Đó. Vậy thôi. Rồi theo thầy thì câu này không có cách nào tối ưu hơn cách của thầy đâu. Nên là thôi, ta xin phép dừng câu này lại tại đây.